Dạy Đạo Cứu Đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Huỳnh Giáo Chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Rạch So Đũa, thuộc làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây, Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh. Bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập. Hôm ấy, có quý ông Hương Quảng Chiến xã Phú Thành, Hương Chủ Lâm Thơ Cưu xã Mỹ Hội Đông và ông cả Hân ở xã Long Kiến cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày, người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó, Ngài đem lời đạo lý ra bày giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói: "Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh cứu đời. Nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi. Buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe lời đạo lý mà tu hành thoát khổ. Chứ sau này, số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp." Nói đến đây, Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng: "Nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt." Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh, tức ông Hương Quảng Chiến. Luận giải, Đức Thầy cho biết nhiệm vụ của Ngài là dạy đạo để cứu đời. Thật vậy, các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê, trở về bờ giác mới vĩnh viễn an vui. Thế nên, lòng từ ái chữa chan của bậc đại giác như Ngài thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc. Ngài đã từng phán dạy: "Diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn, kiên tâm lần bước tới." Gửi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu. Nhưng vì chúng sanh mê nhiễm quá nhiều, họ luôn chú trọng đến bản thân, muốn có được trường tồn, nên rất sợ sự chết chóc, ốm đau. Còn về tâm linh thì không biết vun bồi đức hạnh. Biết rõ tâm bệnh của chúng sanh, nên Ngài tùy cơ hóa độ. Thật vậy, bởi biết dùng pháp tam độ nhất như mà đã đưa họ từ chỗ khỏi bệnh khổ, mới cảm kích đức ân của Ngài. Có cảm kích đức ân, họ mới dễ thấm nhuần pháp vũ. Bởi Ngài khéo dùng phương tiện nhiếp hóa nhân sanh, nên chỉ một thời gian ngắn mà số chúng sanh được Ngài hóa độ không sao đếm tính. Và Ngài còn cho biết ở đoạn sau này: "Nếu ai tu hành chân chánh sẽ được Phật dắt dìu, vì là con của Phật. Còn người chạy theo dị đoan mê tín, tin tưởng tà mị sẽ về với cõi ma và sẽ không có lòng nhân, tạo nhiều điều ác thì là con quỷ, sẽ bị quỷ diệt." Nói tóm lại, Ngài khai minh chánh giáo là vì một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, đem chánh pháp để độ chúng sanh thoát khỏi vòng trầm luân oan nghiệt. Còn việc chữa bệnh giúp đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu, bởi người được độ thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ. Còn kẻ được cứu khỏi bệnh, thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, chứ làm sao mà hết khổ được. Tuy nhiên, Ngài phải dĩ huyễn độ chân. Về điểm này, Ngài có dạy ở bài Sứ Mạng. Trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ. Dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, cho kẻ ít căn lành, nhờ được lành mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Ta có phúc duyên nên mới gặp giáo pháp của Ngài, vì đó là một đại tru thoàng có khả năng đưa người qua bể khổ. Thế nên ta gấp rút tu hành, kẻo tử thần không hẹn. Ha ha ha,